Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Toàn Meter. Anh em biết đấy, trận đấu này đại lục phần 3 thì vực sâu vị diện đã gây ra một hồi kiếp nạn cho đấu Latin. Nhưng cũng may là Đường Tam đã có kế hoạch từ trước, từ đó giúp đấu Latin thoát khỏi kiếp nạn, đồng thời tấn cấp cấp độ sinh mệnh năng lượng. Và sang đến phần 4 lại xuất hiện Thâm Hồng Chi Vực, cùng chuyên môn đi thôn phệ các tinh cầu khác để tăng cường tự thân giống như vực sâu vị diện. Vậy vực sâu vị diện và Thâm Hồng Chi Vực liệu có liên quan gì đến nhau không? Thì hôm nay mình sẽ nói về quan điểm của mình cho anh em biết nhé. Trước khi đi vào chủ đề của clip ngày hôm nay thì các bạn hãy bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ nói một chút về vực sâu vị diện. Vào khoảng 6.300 năm trước, khi vực sâu vị diện bắt đầu tấn công xâm lấn đấu Latin, thời điểm này là khoảng 1.400.000 năm sau thời đại của Đường Tam. Vực sâu vị diện cho vực sâu sinh vật đi coi thông đạo, tấn công các sinh vật sống trên đấu Latin và đem lại về cung ứng cho vực sâu vị diện. Vực sâu sinh vật có đặc tính là hủy diệt và nuốt chửng. Chúng nuốt chửng tất cả các cơ thể sống, bất luận là động vật vẫn là thực vật đều không ngoại lệ. Nhưng chỗ chúng đi qua thì đều không có một ngọn cỏ còn sống. Chúng tràn ngập điên cuồng, chỉ dùng thời gian ngắn nhất làm vô tận sơn mạch trong phạm vi tất cả sinh vật đều hoàn toàn biến mất. May mà vào lúc đó trình độ khoa học kỹ thuật của liên bang đã phát triển đến trình độ nhất định, kịp thời phát hiện sự tồn tại của vực sâu vị diện, mới không để tai nạn lan tràn khắp đại lục. Nhưng trong cuộc đụng độ đó thì Đường Mô một đời Sử Lai Khắc Thất Quái cũng ngã xuống 4 vị, Chiến Thần Điện 18 vị chiến thần cũng ngã xuống 10 vị, Truyền Đinh Tháp tứ đại truyền đinh sứ cũng chết 3 vị, 3 vị chính phủ địa chủ, một chết một trọng thương. Đợt đó vực sâu vị diện bị đánh đuổi lại về vị diện, 7 vị đế hoàng cấp thâm uyên cường giả cũng ngã xuống 5 vị, vực sâu sinh vật cấp thấp chết nhiều vô số kể. Sau đó nhờ chế tạo được phong ấn mạnh mẽ, phong ấn thông đạo vực sâu vị diện, tuy không thể đóng kín toàn bộ lối đi, nhưng vương cấp trở lên vực sâu sinh vật rất khó xuyên qua lối đi đó. Khi đi vào thông đạo vực sâu vị diện thì hồn sư sẽ phải chịu ảnh hưởng suy yếu lớn đối với vũ hồn, từ đó mà võ hồn có thể nói là gần như mất tác dụng. Với khoa học kỹ thuật hiện nay thì chỉ có thể che đậy để hồn sư sử dụng võ hồn trong một thời gian ngắn. Thông đạo vào vực sâu vị diện có mấy trăm đường, trong đó cấp bậc cao nhất đường lối chỉ có 36 đường. 36 đường cao cấp này chính là để vực sâu sinh vật tầng thứ cao thông qua. Trong vực sâu vị diện có khá nhiều chủng loài, mỗi chủng loài thì đều có một vị đế hoặc là nữ hoàng đứng đầu, mà đứng đầu cả vực sâu vị diện đó là thánh quân. Một số chủng loài của vực sâu vị diện như ma mị, ba an, cổ trùng, vân vân. Nhiều chủng loài như những chủng loài này đều có một đặc điểm chung, đó là khả năng thôn phệ sinh vật sống. Vực sâu vị diện lúc này về mặt cấp độ cũng chỉ ngang hàng với đấu Latin, chỉ khác một điểm đó là vực sâu vị diện đã ngưng tụ bản thể. Còn đấu Latin thì bản thể được dung hợp với đường hạ theo kế hoạch của Đường Tam. Mục đích của vực sâu vị diện đó là để giúp thánh quân đột phá được thần vương, nâng cao được cấp độ của vị diện, tiến hóa thành thần giới. Tiếp theo mình sẽ nói sơ qua một chút về Thâm Hồng Chi Vực. Thâm Hồng Chi Vực là một vị diện mới xuất hiện gần đây trong quyển mới nhất của tác giả, mới viết trong phần Đấu La Đại Lục phần 4. Thâm Hồng Chi Vực này không có thực thể nhưng có hình chiếu gọi là Thâm Hồng Chi Mẫu. Vị diện này có cấp độ sinh mệnh ngang hàng với Long Mã Song Tinh, hay là sinh mệnh hành tâm của Long Mã Song Tinh là Long Thiên Dưỡng. Thâm Hồng Chi Mẫu này là Thâm Hồng Chi Vực kẻ thống trị, cũng là sáng tạo giả. Toàn bộ Thâm Hồng Chi Vực là thân thể của nàng, cho nên nàng mới mạnh mẽ như vậy, nhưng điểm yếu đó là không đủ vững chắc. Mà Thâm Hồng Chi Vực hiện tại cũng giống với Long Thiên Dưỡng, cùng đều là 3 chiều không gian cấp độ. Muốn tiến hóa thành thần giới cần phải đột phá đến 4 chiều không gian. Mà để đột phá đến 4 chiều không gian thì có hai cách, đó là: cách thứ nhất là thôn phệ các tinh hệ khác cùng cấp độ không gian hoặc thấp hơn. Cách thứ hai là bồi dưỡng cường giả đột phá thần vương nắm giữ 4 chiều không gian. Nhưng thần giới 4 chiều không gian cũng chỉ là thần giới cấp độ sơ khai. Nếu như thần giới Đấu La trước khi bị thời không loạn lưu cuốn đi thì đã sắp đột phá đến 5 chiều không gian, mà bây giờ thì Đại Thần Quyển đã sắp đột phá đến 6 chiều không gian. Chính vì muốn tiến hóa đến 4 chiều không gian mà Thâm Hồng Chi Vực muốn thôn phệ Thiên Long Dưỡng để hoàn thành tiến hóa trở thành thần giới. Ok, tiếp theo mình sẽ nói những suy đoán của mình về vực sâu vị diện và Thâm Hồng Chi Mẫu này nhé. Theo mình suy đoán thì thánh quân của vực sâu vị diện chính là con của Thâm Hồng Chi Mẫu. Đây là theo cách nói của về quan hệ, có thể hiểu theo nghĩa là vực sâu vị diện được tách ra từ Thâm Hồng Chi Vực để đi thôn phệ các tinh cầu khác, sau đó về bổ sung về cho Thâm Hồng Chi Mẫu. Những nguyên nhân mà mình nói như vậy đó là:
Thứ nhất, vực sâu vị diện và tâm hồn chi vực cùng dùng phương pháp là thôn phệ các tinh cầu khác mà tăng cường cấp độ tự thân. Thứ hai đó là ở chương 1427 có đoạn hội thoại giữa thâm hồng chi mẫu và con của làng. Làng có nói là đã cho con của làng mang đi 40% lực lượng để tìm kiếm cơ duyên, nhưng tiếc lại bị thôn phệ ngược lại và còn động chạm đến thần vương cấp độ. Và cũng nói là con của làng vẫn còn một sợi tàn hồn, còn có khả năng thức tỉnh. Theo như anh em cũng biết thì thánh quân của vực sâu vị diện có một kiện siêu thần khí, đó là thiên thánh liệt uyên kích. Và siêu thần khí thường có không gian truyền thừa riêng biệt, nên rất có thể sau khi thánh quân bị Đường Tam giết chết đã để lại sợi tàn hồn của mình ẩn giấu vào không gian truyền thừa trong siêu thần khí thiên thánh luyện nguyên kích. Thứ hai là vực sâu vị diện do chỉ mang đi 40% lực lượng của thâm hồng chi mẫu, nên chắc hẳn cấp độ chiều không gian chỉ ngang hàng với đấu la tinh lúc trước khi bị thôn phệ. Còn về việc bị thôn phệ và động chạm đến thần vương thì vực sâu vị diện bị đấu la tinh thôn phệ, và động chạm đến thần vương thì đó chính là Đường Tam. Từ tất cả những điều trên thì theo mình, đứa con của thâm hồng chi mẫu đó chính là thánh quân của vực sâu vị diện. Và tương lai chắc chắn sẽ có một hồi kiếp nạn nữa, hoặc là chuyện có liên quan đến sợi tàn hồn của thánh quân sau khi thức tỉnh lần nữa, cho mà xem. Ok, cho nên là quan hệ giữa vực sâu vị diện và tâm hồng chi vực theo ý kiến của mình. Anh em nghĩ sao về điều này thì để lại ở phần bình luận cho mình nhé. Clip của mình đã kết thúc, đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của mình.